Wow. Cái máy bay này nè các bạn, lúc nào nó cũng bay xa và phút cuối nó sẽ lại một vòng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cầm cái máy bay phóng lại cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Phút cuối lúc nào nó cũng lặn một vòng và nó sẽ đáp xuống. Thì mình sẽ phóng một lần nữa cho các bạn xem. Bay rất là xa, nhưng mà phút cuối nó sẽ lặn một vòng và nó sẽ đáp xuống. Các bạn sẽ thấy không? Lúc nào cũng như vậy hết. Rất là xa, và phút cuối lúc nào nó cũng lượn một vòng và đáp xuống. Đây cũng là một điều khá đặc biệt về chiếc máy bay giấy này các bạn nhé. Giờ anh sẽ cầm nó một lần nữa, phóng cho các bạn xem một lần nữa nhé. Phóng mạnh. Và cuối cùng nó cũng lượn một vòng và nó sẽ đáp xuống. Y như vậy. Thì theo các bạn nghiêng tay về bên trái hay bên phải thì nó sẽ lượn về bên trái hay bên phải nhá. Các bạn xem không? Nào bây giờ một lần nữa nhé. Các bạn nhìn nè, sẽ phóng mạnh. Nó sẽ lượn một vòng và đáp xuống. Anh không biết đây là cái lỗi hay là một trong những tính năng đặc biệt của chiếc máy bay giấy này. Thì anh chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn sẽ thích nó. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn lần sau. Anh sẽ phóng một cái nữa. Để gấp chiếc máy bay giấy này thì các bạn cần một tờ giấy khổ A4 hay khổ Mỹ. Bước đầu tiên thì các bạn gấp tờ giấy làm đôi như thế này. Các bạn cần tinh chỉnh để tất cả các cạnh bằng nhau nhé. Sau khi các bạn đã gấp được tờ giấy làm đôi, thì các bạn sẽ mở tờ giấy ra, làm cho nó thẳng lại, và bắt đầu từ phần trên đỉnh, hai đỉnh các bạn sẽ gấp vào đường trung tâm. Đây cũng là một trong những bước căn bản, giống như các bạn gấp những chiếc máy giấy bình thường thôi. Sau khi các bạn đã gấp bên trái xong, thì các bạn sẽ làm y như vậy cho phần bên phải. Các bạn cần tinh chỉnh tờ giấy lại một chút xíu. Và sau đó sẽ bắt đầu từ phần đỉnh, các bạn gấp qua cái phần cạnh còn lại. Sau khi các bạn gấp một bên xong, các bạn sẽ làm y như vậy cho phần còn lại. Gấp lại như thế này. Bắt đầu phần trên đỉnh, các bạn gấp xuống cái cạnh còn lại. Các bạn cần đè tờ giấy xuống. Thế là các bạn đã có đủ các cạnh, các đường gấp để các bạn có thể làm bước kế tiếp rồi. Bây giờ anh sẽ gấp hai phần ở trên vào nhau. Anh sẽ chỉnh qua trái, chỉnh qua phải. Các bạn cần phải tinh chỉnh tờ giấy lại chút xíu. Nếu mà nó không bằng nhau thì sẽ rất là khó xếp hay là khó gấp. Và chiếc máy bay giấy cũng sẽ không bay xa luôn. Cho nên các bạn cần phải tinh chỉnh lại. Nếu mà nó chệch thì mình cứ sửa thôi. Đó, bây giờ thì các bạn gấp cái phần đỉnh lên xuống. Sau khi các bạn đã gấp được cái phần đỉnh xuống rồi, thì các bạn bây giờ có thể tinh chỉnh nó lại. Đôi khi giấy nó không đều thì mình phải chỉnh lại. Sau khi các bạn đã tinh chỉnh xong rồi, bây giờ thì bắt đầu từ phần cạnh bên này các bạn gấp vào trong. Các bạn cần phải gấp nó cẩn thận để cho hai cánh bằng nhau. Khi các bạn gấp bên trái xong thì các bạn sẽ gấp bên phải. Và bây giờ các bạn sẽ tinh chỉnh nó lại nhé. Bước kế tiếp thì anh sẽ bắt đầu từ phần cái cạnh này. Cái tờ giấy này anh sẽ gấp ra. Anh sẽ gấp ra không có quá nhiều, vừa đủ thôi. Rồi, gấp như thế này để tạo cái cánh của chiếc máy bay. Sau khi các bạn gấp bên trái xong thì các bạn sẽ làm y như vậy cho bên phải. Các bạn cần tinh chỉnh nó lại một chút xíu. Các bạn có thể gấp tờ giấy làm đôi lại như thế này để gấp cái phần cánh còn lại để cho hai cánh nó bằng nhau. Sau khi hai cánh bằng nhau rồi thì các bạn có thể nhấn tờ giấy xuống. Đã tinh chỉnh nó lại một chút xíu. Bây giờ sẽ gấp cái phần tờ giấy này lại cho các bạn xem nhé. Anh sẽ mở tờ giấy ra. Sửa nó lại một chút. Và anh sẽ gấp cái phần này của tờ giấy vào trong. Cũng như vậy cho cái phần bên kia của tờ giấy.
Để làm bằng cách này mình sẽ có thể giúp được cái đầu từ giấy cứng hơn. Sau khi anh đã gấp vào trong được như thế này rồi, thì anh sẽ gấp từ giấy làm đôi để anh tạo hai cái cảnh. Khi anh gấp từ giấy làm đôi thì anh còn phải tinh chỉnh lại, bởi vì bây giờ giấy nó có thể bị xê dịch một chút. Trong quá trình mình gấp từ máy bay thì mình có thể làm cho nó bị chệch, cho nên mình còn phải tinh chỉnh nó lại. Và bây giờ mình sẽ tinh chỉnh từ giấy lại và để nó xuống để gấp cái cánh của chiếc máy bay. Khi các bạn gấp cánh của chiếc máy bay thì các bạn còn phải uốn từ giấy một chút. Bởi vì bây giờ giấy rất là dày và mình có nhiều lớp giấy, cho nên nếu mà mình gấp nhanh thì nó sẽ không bằng và nó cũng không đẹp. Cho nên khi mình gấp một bên xong thì mình làm y như vậy cho phần còn lại. Mình uốn nó một chút xíu trên phần đỉnh để giúp cho cái phần đầu của chiếc máy bay giấy nhìn vừa đẹp, vừa chắc chắn và nó có thể bay xa nữa. Các bạn cần phải tinh chỉnh nó lại nhé. Chiếc máy bay giấy này thì nó có một cái khuyết điểm là cái phần đầu nó dễ bung ra, cho nên các bạn gấp thật sự là cẩn thận và các bạn tránh mở ra mở vào. Nếu mà các bạn mở ra mở vào nhiều quá thì cái phần đầu nó sẽ không chắc. Thì các bạn có thể thấy rằng cái phần cuối cùng á, thì anh sẽ tạo cái phần bánh lái cho chiếc máy bay giấy. Anh đã gấp xong cái phần bánh lái rồi và bây giờ anh sẽ mở lên cho các bạn xem chiếc máy bay giấy trông như thế nào nhé. Nếu các bạn đã từng gấp chiếc máy bay giấy rồng của anh rồi thì các bạn biết rằng chiếc máy bay giấy này cũng khá là tương tự như vậy. Các bạn cần phải tạo cái phần nâng ở phía đuôi của cái cánh thì chiếc máy bay giấy nó mới bay xa được. Sau khi các bạn đã tạo được cái phần nâng của cái cánh thì các bạn có thể phóng thử xem nó bay như thế nào. Nếu mà nó bay nhiều quá về bên trái hay nhiều quả về bên phải thì các bạn cần phải tinh chỉnh cái phần bánh lái và cái phần nâng, nó sẽ giúp cho chiếc máy bay giấy bay xa. Thì đây nè, chiếc máy bay giấy đã hoàn thành rồi. Anh hy vọng rằng các bạn sẽ thích chiếc máy bay giấy này. Và nếu các bạn thích thì đừng quên cho nó một cái like, chia sẻ cái video này với bạn bè người thân và subscribe channel của anh. Bây giờ thì anh hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích chiếc máy bay giấy này cũng như anh thích nó.